một cái người đàn ông đứng sau như một cái bóng. Dạ. Yeah. Trong cái hành trình của anh á thì có người bạn nào đã luôn đồng hành ở bên anh, có thể là một tri kỷ, một người bạn thân hay là một người bạn đồng hành để lắng nghe và có thể là tư vấn hoặc thậm chí là vực dậy anh sau những cái cái tổn thương đó không? Sau khi anh trầm cảm nặng á thì lại có cũng có một cái người giống như người anh, người thân đến trong cái lúc mà anh đau đớn nhất, anh mất trắng thì họ luôn luôn ở đó. Anh xem họ giống như người thân của mình vậy. Một người vừa là người anh, vừa là người thân, người thương yêu, người gia đình của mình luôn á. Nó nó không hẳn là một cái chuyện về 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 tình cảm không mà nó là một cái sự biết ơn. Tại vì anh có quằn quại anh có đau khổ vật vả cỡ nào thì họ cũng đứng đó <laughs> họ không đụng vô họ không đụng vô vì vì họ sợ là can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của anh hay là tại vì anh không cho họ đụng vô cái lúc mà cái tâm trạng của một cái người mà tinh thần họ bị tổn thương nặng á thì cái người mà đứng gần họ ở gần mình chăm sóc họ không khéo á sẽ rất là dễ bị tổn thương bởi vì họ là người đang bị rất là đau yeah. cái người tổn thương đó họ đang những vết thương họ đang lỡ lét rất là sâu mà nếu mà không khéo chăm á đùng không đúng chỗ nào mình họ đau thì ừ. họ sẽ phản ứng ừ. mình vô tình cái phản ứng của người đang bị đau nó làm tổn thương cái người mà chăm mình cũng sợ văn miệng mà người ta cũng sợ bị <laughs> trúng miệng <laughs> mà anh cứ vật vã anh cứ la hét anh đau đớn cỡ nào thì họ ở đó Yeah. nó giống như anh em cứ tưởng tượng là một đứa trẻ nha ừ mà nó đòi cái gì đó mà không được đi hoặc là nó đang bị 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 tổn thương cái gì đó mà không biết nói thì nó cứ khóc đến lúc mà với vết thương nó nó lỡ lét ra nó chảy máu họ cũng mở đó rồi có thể lúc nào mà cần họ băng họ băng cũng có thể họ cứ đứng đó rồi đến lúc họ lành họ cũng đứng đó một thứ nó cứ đứng đó thì dường như nó thành một cái, cái 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 sự đồng hành mà cái đồng hành đó nó mang một cái cái tình người ở trong đó nhiều hơn yeah nếu nói như vậy thì uh, uh, em nghĩ là cái sự uh, đứng quan sát và đồng hành như vậy của họ là một cái sự lựa chọn với em là tối ưu có nghĩa là mình không quá đi sâu vào bởi vì uh, rõ ràng mình không biết là mình sẽ đưa cho họ cái thuốc chữa như thế nào tại vì cái vết thương đó nó quá nặng nhưng mình cũng không thể bỏ họ mặc kệ họ mà chỉ khi nào họ lên tiếng à gì cần không, anh à. giúp đỡ gì ừ. hoặc là cần cái gì hay không mà trong cái khả năng của mình thì mình sẽ giúp thì em nghĩ đó là một sự lựa chọn cái đó hay thông chứ. minh á đó. cái đó cái là, là hay chứ. phù hợp á, yeah. tại vì nếu mà không khéo giống như anh nói không khéo thì sẽ bị văn miễn sẽ bị tổn yeah. thương, yeah. mà nếu như mà đứng xa quá rồi hoặc họ đi lưu thì cũng không được họ canh chừng anh có bị gì không thì cũng một cái giải pháp hay chứ anh nghĩ là cái đó cái tình người là cái sự mà anh trân trọng nhất